mới rớt. Lấy cái dĩa ra coi. Lấy cái dĩa ra coi, cái này được có mấy muối. Ui, hai muỗng rồi mà. Kêu chị Hai ăn nè. Tính con rớt cao quá nó dập đi. Để thêm cái dĩa nữa. Đủ mà. Chắc đủ rồi. Mới rớt luôn á hả? Ủa trái này là rớt á mẹ. Mà khui ra được coi. Sao tối vậy mà? Tụi nó thấy kia đó. Lấy cái dĩa coi. Lấy cái dĩa đi coi, cái này được có mấy muối. Ui, hai muỗng rồi mà. Kêu chị Hai ăn nè. Tính con rớt cao quá nó dập đi. Phải thêm cái dĩa nữa. Đủ mà. Chắc đủ rồi. To lắm mà. Đó, cái này ăn muối là chết. Còn muối hả? Nhiều dứa. Ủa? Ba thấy nữa là trái sầu riêng đôi đầu ba hương hả? Cây gì có mấy trái? Trái ở đằng trước nữa hả? Còn con trái một hết. Giờ còn cá một chút thôi không nè. Đừng có đi ra ngoài đó nha, không nó rớt cái cúng đầu bể đầu á. Ủa mà cháu nó ra mà không bữa thấy nhỏ nào nè. Đó, cây được 6 trái chứ mấy mà. Thôi cái muối ra cái hộp nha. Bự lắm. Bao nhiêu muối nè? Chặt dọc ra. Cái tay dơ luôn rồi nè. Chắc cũng được 5 muối á. Sẽ có cái sầu riêng giờ cái tà dao á. Liệu lấy muối thôi mà. Đi mày rửa cái tay, cái dính tay giờ. Cơm vàng hạt lép. Trời ơi, dơ quá. Đây là bơ nhá, bơ ra lâm đầu. Cho nên nó đang quả nhỏ vậy. Đây là tiêu. Vườn tiêu. Mênh mông. 1.000 củ tiêu. Đắk Lắk nhé cả nhà. Bơ vườn Đắk Lắk. Bên kia là trồng chuối. Đồi khác. Wow. Chim 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 chim
Ai? Bay về đây. Biếm à, biếm à. Ai đưa con biếm về đi. Bên nào có ổn. Giờ cũng không biết về nhà mà cứ bỏ cho nó biết. Ừ. Lạc lên đi thằng thằng Thảo nó lạc. Bậy dằn luôn. Chỉ người ta đi hại. Nó lại lại đổi đi. Ê, chú, dây đổi. Quánh đi lên chiếc tấm. Quánh tấm à? Quánh tấm mình ăn đi đó. Quánh tấm. Quánh tấm. Lôi lên đó lại. Trong phòng ra nghe đây là cái đường chim khe. Chụp chụp. Ai ngồi nhẹ quá. Quậy nó không rồi đấy. Quậy không rồi. Thì ba bóng cái này. Thì ba bóng cái này. Như trả như ở trên quân rồi. Nó chạy đâu hứa rồi. Quả này hứa. Con đi đông con đứng ra lăn vua giữa đó đây này phong này lán ai giữ phong thôi chết lăn đi muốn ba giờ ra để cái đi ba cái đi rồi coi anh nữa rồi coi anh đi lăn một tỷ để coi để nó thằng không cuốn rồi coi anh ngày kinh đéo anh đợi đó chưa chả mong đi được ô tô phố mua rồi dọc á đi miệt chả bàn cái cái cầm xe mày vất vả chứ mày lâu đó à rồi đi tôi khú dọc tôi khú dương đó là đồ cái này là đi này chứ ngoài này hình bút đường cổ đi đi đang phải chung đi đường chỉnh nhé à đó nhưng chừng nó có này dương có cạnh nữa không giờ ngon ngon cạnh đây này cái lấy cái ngoéo mà đây anh lắp cái này nữa lắp cái ổn này thôi con bì này xứng tay đi nó cung đây nó thẳng hại được chứ từ từ nghỉ hơi đang lên hơi Thằng cả em riêng lại cho thằng bảo nhắc anh thôi đâu. Đi lên rồi này. Mở cửa này. Dạ. Yeah. Quay lại. Nhưng tao nói như thế nào? Con đi. Như 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 chỉ à, à. Quay, quay đầu ạ. À. Đấy là tổng giám đốc một công ty đang đi dịch Covid thất nghiệp nên đi đi làm rẫy, thuê đi làm rẫy. Đi làm rẫy. Thuê đi rẫy đi cuốc cỏ trong rẫy á. Về trả công bằng chôm chôm. Tao kiếm đọc cho mình thất nghiệp chứ. Giờ có cửa mắt. Ai bác ăn thằng chỗ đó không? Bác ăn quá. Cả nếm đó. Đâu? Bữa nãy anh Khải với ông bị cảnh rồi. Hai người đây đó. Hai người ông cảnh đấy. Đâu đâu, không có ông đâu. Cảnh đã đi con, chỉ cái con anh ơi. Đâu đâu đâu. Tiếc tiền khóc cái đây coi là 75 đấy. Anh Khải đấy cũng thể rửa nước mắt. 75, 75. Sao đây Huy? Hết chưa? Chú chưa? Hết chưa? Dư tên là thôi nghỉ. Ăn này xuống đi. Quá rộng. Rồi đây nè. Nếu mà anh đến dùng cái gì hay là sao? Dùng. Nhà gì nữa. Ăn tại hai tại chắc dùng mua ăn gì đi gì ăn thôi riêng cho tôm tôm miếng. Con bà vẫn rung á, vẫn rớt xuống á. Nghe con lấy đi bảo.